Light 'em up, tell me where you are. Tell me where you are. The summer nights, the bright lights and the shooting stars, they break my heart. I'm calling you now but you're not picking up. Your shadow's so close if you're still in love. Light a match, light a match, baby, in the dark. Tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Hiện tại em đang ở cơ sở 2 của em. Lời đầu tiên là cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nhá. Công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài, gặp nhiều may mắn. Thực sự là mấy ngày gần đây em bán được rất là nhiều máy Yamaha 4TLV94 này. Cái dòng máy Yamaha này. Không hiểu tại sao ấy. Hôm trước thì vừa bán một con về Chiton An Giang thì cho anh Giai anh em mua về để làm máy sạc pin máy bay anh em ạ. Thì hôm nay lại có một em Giai điện em Thi, em ấy ở trong Đắk Lắk, em điện bảo là anh có Yamaha 94 không? Em theo dõi kênh bán hàng của anh rất lâu rồi. Hôm nay con máy 5 năm Dusan 5 năm của em nó bị hỏng. Hỏng máy, em không muốn sửa nữa thì em muốn mua con máy khác. Thì anh chọn cho em một con máy Yamaha 94 thật đẹp. Máy còn zin để về em lắp lên máy em chạy luôn. Thì cái dòng máy 94 này là thường thường nó lắp trên con Volvo 5 năm này, 60 này. Hyundai này hoặc là Dusan này đều lắp máy này hết nhá anh em nhá. Máy là máy này nó rất là phổ biến. Thì con máy mà em đã chọn cho em Thi ở trong Đắk Lắk nó đẹp ở đâu em sẽ quay cho anh em để anh em cùng biết nhá. Đây. Đây anh em xem này. Tất cả nguyên zin hết này, bơm kim nguyên zin này. Hai bên rề lốc này nguyên zin này. Đây. Hai bên rề lốc nguyên zin nhá anh em nhá. Đây. Lắp quy lát nguyên zin này. Lắp quy lát nguyên zin này anh em này. Đây. Đây, lắp quy lát nguyên zin này, hai bên rề lốc này. Đấy, mặt mà đằng trước nguyên zin hết. Cái gang xả của nó vẫn còn chưa bị rỉ này anh em này. Hai bên giờ lốc lại đen xì luôn nhá. Mặt đằng trước, mặt đằng sau nguyên zin hết. Đây, máy này nó rất là dòng máy nó rất là phổ biến nha. Mặt đằng trước nguyên zin hết nhá. Con này là lòng của nó là 94. Vòng tua nó 2002, mã lực của nó là 55-60 PS nhá. Thường thường lắp trên con máy Dusan 5 năm ấy. Hình thức bên ngoài thì quá ok rồi. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ test lỗ để gửi video cho em Thi ở trong Đắk Lắk nhá. Lỗ đi em. Ok luôn. Đấy. Êm du luôn nhá, 600 đại ca đi. Không có một tí khói nào luôn này. Không có một tí khói nào luôn. Êm. Không có một tí khói, không có một tí đồ hơi nào luôn nhá.
Em sẽ đăng video lên kênh TikTok hay YouTube này. Nếu mà anh em nào có xem được video ấy thì mong anh em hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ của con máy này nhá. Và anh em mà đang có nhu cầu mua máy, các dòng máy này này, mua về để lắp vào máy cơ giới này, hay là lắp vào máy phát điện này, máy thủy, máy tàu thuyền ra biển đánh cá, hoặc là các anh em cần mua các loại động cơ xe tải từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn nhá, các loại động cơ máy gặt hay bất kỳ đổi các cồ, các cầu cống, số má từ cầu nhỏ đến cầu to, số nhỏ đến số to nhá, anh em có nhu cầu, anh em cần tư vấn gì thì có gọi điện trực tiếp vào hai số điện thoại của em, hoặc là nhắn tin qua Zalo hai số điện thoại của em. Em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của anh em nhá. Và một cái điều thứ hai nữa là nếu mà mọi người có mua hàng trên mạng ấy, anh em phải tìm hiểu thật kỹ xem cái cơ sở mình đặt tiền mua hàng, người ta có cơ sở đàng hoàng hay không, và người ta có làm ăn uy tín hay không nhá anh em nhá. Để tránh những trường hợp nhiều anh em vì hám rẻ rồi chuyển tiền cho những người làm ăn không uy tín rồi mà bị người ta lừa lấy luôn tiền cọc, nhiều lắm anh em ạ. Vì thế mà ở video nào anh em phải nhắc nhở để cho anh em biết đường mà hạn chế rơi vào những trường hợp như thế nhá. Và một cái điều thứ ba là điều cuối cùng là nếu mà máy móc của anh em hỏng hóc nó chưa nhiều ấy, anh em chưa cần phải đến mức thay cả con máy ấy, anh em cần mua cái đồ vặt gì của con máy này hay bất kỳ con máy nào khác, anh em mà chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo là em có ảnh là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày tháng qua em bán được rất là nhiều đồ vặt, những cái đồ mà ở chỗ anh em nó không có ấy, những cái đồ độc ấy ở chỗ anh em nó không có ấy, chỗ cửa hàng đồ mới đồ cũ gần anh em không có, anh em cứ liên hệ cho em nhá. Vì có những cái món đồ, những anh em người ta điện bảo là anh ơi, anh bán cho em cái món đồ này với cả bây giờ không có nó thì xe không chạy được, máy em không nổ được. Thực sự là bán cái đồ vặt nó không là lãi bao tiền đâu anh em ạ, nó chỉ giúp em quảng bá được cái cơ sở của mình thôi. Sau này nhiều người biết đến cơ sở của mình hơn. Nếu mà sau này anh em hay là bạn bè của anh em có nhu cầu mua máy móc gì thì chắc chắn là anh em sẽ giới thiệu cho mình, cái điều đấy là điều mình sẽ được nhá. Vì thế mà lúc nào em cũng sẵn sàng phục vụ anh em hết mình luôn. Kể cả những cái món đồ như một con ốc thôi. Nó không đáng bao tiền đâu, nhưng mình đối với mình nó không là gì, nhưng đối với anh em nó rất là cần thiết. Như vậy là cái đơn hàng con máy Jangma 4TLV94 về lắp con máy Dusan 55 cho em Thi ở trong Đắk Lắk đã xong nha. Sau đây em sẽ cho anh em thợ tháo dầu rồi đóng ba lết để gửi máy vào cho em Thi ở trong Đắk Lắk. Chúc cho em sớm nhận được máy. Cảm ơn em vì đã đặt trọn niềm tin vào cơ sở động cơ ô tô ông Thuận nha. Chúc em mua máy của anh về dùng thật bền, dùng thật tốt. Mong sao lúc nào nó khỏe mạnh, mang lại cái giá trị tốt nhất đến cho em nhá. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã dành ra những thời gian quý báu của mình và để theo dõi những cái video của em đã ra. Cảm ơn mọi người đã đặt trọn niềm tin vào cơ sở của em nhá. Chúc cho mọi người thật nhiều may mắn, thật nhiều sức khỏe nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video con máy tiếp theo nhá. Hẹn gặp lại anh em. Quá ok.